quanh quanh ở đây mà sắp xếp thời gian khi được báo, báo là phải trả lời chứ không thể nói báo không, báo của tôi là xa thế rồi tôi về đâu cũng không phải nói, tôi điện mà tôi ví dụ hôm nay là tôi về không phải nói rất rõ thế này, còn cái nào đó tôi phải rõ ràng tất cả đóng góp ABCD ok. Thế còn lại mà cái trường hợp mà không trả lời, tôi báo cho anh rồi không trả lời, tôi trên Zalo của tổ là phải nghe này, thứ hai là tôi nhắn tin cho anh mà anh không trả lời cái đó là không được, làm cái gì nó phải có cái kỷ cương của nó mới tồn tại được chứ nó mỏi lắm, mà đi nhắc chở suốt là nó mỏi như thế. Nói như anh nó cũng có thể cũng đúng đấy, có lẽ là để một cái cuộc nào đó mà ta đông đủ và đưa một cái thông tin này tất tần tật những cái chi phí bao nhiêu anh vắng là thứ vẫn chi như thế mà tất cả nó toàn như nhau. Thế là đang nói thế chứ không phải là tôi vắng rồi tôi thế nào A thế B thế C. Bây giờ tôi xin phép có một ý thế này, tức là mình phải hiểu đây này, mình đến với nhau là tự nguyện và tất cả những quỹ này để chi cho anh em mình chứ không chi đi đâu cả, đúng không? Thế thì bây giờ nhá, lúc khác mình mà có chuyện thì mình có quyền lợi, thì đương nhiên cái lúc mình không có chuyện mình phải có trách nhiệm chứ, đúng không? Mình không đóng góp vào quỹ thì lấy đâu đến lúc quyền lợi, đến đâu nó đến. Cho nên là cái chuyện là nó không thể nói là hôm nay vắng không đi họp thì không đổi quỹ được, đúng không? Vẫn luôn quỹ đấy không, thì đây là mình nhắc rõ ràng là cái hội này sinh hoạt được là cũng phải nhờ có quỹ. Thế thì tất cả là đều phụ thuộc, mà hơn nữa là cái việc mà nhận điện thoại ấy, là trong quy định của mình nói rất rõ, nếu anh mà trong hai lần mà tôi nhắn tin mà gọi điện anh không nghe, nhắn tin không trả lời là anh cũng là thuộc diện là coi bị trừ ra khỏi danh sách rồi, chứ không phải là coi như anh thích thì anh đến, anh không thích thì thôi. Vì hội này hội tự nguyện, có ai bắt ai đến là mang dây đến, là mang dòng đến là ông phải đến đây đâu, đúng không? Thế mình đã đến đây rồi tự nguyện thì mình cũng lên là tôn trọng hội một chút. Tôn trọng mọi người. Chung là quý các anh em là không vấn đề. Mà tôn trọng mọi người chính là tôn trọng chính mình. Đấy mà bởi vì quỹ có lớn đâu, một cái đám ma có 30.000, một cái đám trong mà hỏi có 50.000, trong mà nó coi như là 300.000 đấy. Tổng hợp này cho Zalo với tổ chức thăm anh A với anh B chụp phát đường Zalo, chụp lên Zalo lên này. Thôi được chưa, xong chưa? Trong cái quy chế hoạt động của chi hội nói rất rõ ràng chứ phải không, nghĩa là đăng ký liên lạc bằng Zalo hoặc điện thoại, đúng không? Cái này là tổ trưởng phải nắm được là ông này liên lạc bằng Zalo, đúng không? Thì ông tôi đã gửi lên rồi, đúng không? Thì ông phải trả lời bằng liên lạc bằng điện thoại, không đến điện thoại làm giờ nào thì ông có thể gọi điện thoại được, thì ông phải giờ đó cũng được, thì ông biết giờ đó còn những trách nhiệm đi thăm đi viếng các thứ thì các làm trong này phim rất rõ ràng, nó là nghĩa vụ đấy. Đó thôi, hết ý kiến. Trong các tổ vẫn đi trước, trong này là đủ hết rồi, chỉ có mỗi hôm nay muốn nói là các hội khác thăm hội khác. Cố gắng là anh em hôm nay có cả tất cả các ông cán bộ nói ông rồi, riêng Zalo là không biết xem. Cho nên là riêng tôi là ông cứ phải gọi điện, mà ông gọi điện chưa bao giờ không trả lời ông. Đúng rồi. Không nghe được, một lúc sau tôi phải gọi. Thế là chuẩn rồi, thế là chuẩn rồi. Thế là đúng nguyên tắc rồi. Cho nên là có việc gì ở hội, anh em bạn bè có vấn đề gì ông gọi cho tôi một câu. Còn nếu như ông gọi tôi mà tôi không trả lời ông thì lúc ấy là lỗi của tôi. Còn ông không gọi tôi là lại lỗi của ông. Đúng rồi. Đấy, nó rõ ràng quan điểm thì tôi bảo tôi không xếp Zalo đâu. Không phải phải nói. Ừ. Đấy. Có thế này nhỉ, đoàn nhỉ? Không có vấn đề gì trong tổ ông Trung ạ. Chỉ có mỗi một cái là đấy, có một ý kiến đề xuất thôi, không tôi. Đề xuất là tôi trước đây cũng nói thế, nhưng mà tôi đề xuất để và mình, nếu mình duy trì thì ban liên lạc quyết định là duy trì, nếu không bỏ thì là bỏ. Nếu là bỏ thì là bỏ chứ mà. Chứ không phải hỏi người ta là hỏi làm cái kia được đâu. Vì cái này nó cực kỳ tế nhị. Sao mình đi hỏi như thế luôn. Nó tôi tưởng là Thái Nguyên mình chứ còn đến hỏi cấp tỉnh hỏi mình cũng đang họ cái này không cái phần đó có. Cái còn lại người ta không làm cái việc đấy thì thôi.
là anh em nó nói chỉ là cần đây. Một cái thống nhất là tiếp tục duy trì cái lễ viếng đối với lại hội viên chịu đoàn hay không, đơn giản như vậy thôi, không phải nói nhiều làm gì cả. Thế cả ban liên lạc như vậy là nhất trí hay là không, hay là coi như là để hay là bỏ, một cái nó rất đơn giản và nhanh gọn. Ông mở ra chân nhưng mà một cái kinh nghiệm mà tôi đã đưa ra đây rồi, đưa ra vấn đề rồi là ông có ý kiến thế rồi, có đã ý kiến rồi. Ông đại diện thì cũng phải mới đưa ra một lần rồi, nghĩa là tôi đưa ra một lần rồi, mọi người không có ý kiến gì cho nên vẫn duy trì. Năm nay thì là có hai cái đám là bố Quẩn này với lại bố Cương Quỳnh, hai cái đám thôi đến thời điểm này. Còn cái đám ở trong này thì là ở chi hộ khác, mình là giao lên với 10 chi hộ, 10 chi hộ, mình là 11, nó rộng như vậy. Nhưng mà cái chi hàng năm thì cái này theo tôi là như này nhá. Đấy, cái việc mà chi hộ khác mà thì mình để mình cứ để cái ban họ để mà thế nào thì họ quy chế cho nó rõ, thống nhất hơn. Cái này ấy, anh Đức ạ, à, cái này là để mình bắt đầu đưa vào áp dụng này là cũng phải đưa ra đưa vào là mình cũng phải cân nhắc mãi rồi chứ không phải là mình làm ẩu đâu. Có điều kiện để làm được càng tốt. Bởi vì là nó là tình cảm mà anh ngày nào cũng gần gũi nhau, tự nhiên bây giờ bố người ta mất rồi mình coi như có một cái vòng hoa mang của hội. Bọn em chào đây, tôi xin ý kiến các một thành viên của tổ chức này. Đấy, cái riêng ý kiến đề xuất của trong những vấn đề mà mình giao lưu giữa hội Thái Nguyên và hội Bắc Giang, Bắc Ninh, thế rồi là hội tất cả các chi hội khác trong nhà ấy, đấy thì cái mình là gọi là chủ quản đi đấy nhá. Đấy, tại vì mình là cái số lượng của mình nó đông hơn, thế mà hơn nó đơn vị lại là xuất phát từ mình, đúng không? Đấy, cho nên là ban liên lạc của mình cố gắng cân đối, nếu mà ta mà duy trì được thì ta cứ duy trì hội của mình đấy, với lại các hội khác. Thế còn cái việc người ta đáp lễ mình hay không, đấy là quyền của người ta, nó là cái tính gì đấy, nhưng mình không thể nào mà bàn trước người ta được. Nhiều lần rồi họ cũng nhiều này đưa ra ý kiến của anh Toàn. Không, đấy là ý kiến cá nhân của tôi ở tổ. Vâng, các phép là nhất trí là vẫn cứ tiếp tục đi. Cái này anh Toàn đã đưa ra rồi và đã họp có biểu quyết rồi. Thì bây giờ họ coi như chưa chuẩn bị để tổ chức công việc lại đưa ra lần nữa cho là hai lần, thế là xong. Thế là nếu mà tiếp tục duy trì là duy trì, chứ mà bỏ là bỏ, đơn giản như vậy thôi. Mời ngồi đâu, ngồi đâu.